bật mí cách xin lỗi người yêu chân thành nhất bản quyền video này thuộc về thầy bá vi nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý từ thầy bá vi rất khó để duy trì mối quan hệ giữa hai người thuận buồm xuôi gió đôi khi giận hờn lại khiến tình yêu trở nên thú vị và tránh sự nhàm chán tuy nhiên nếu hai người không giải quyết khéo léo thì nó phản tác dụng chính là mồ chôn cho mối quan hệ này Do đó, bài viết này sẽ bật mí cho các bạn những cách xin lỗi người yêu chân thành nhất, khiến cho mối quan hệ hai người được cải thiện tốt hơn. Một, chủ động nhận lỗi và nói lời xin lỗi, trong các cách để xin lỗi người yêu thì đây là điều không thể bỏ qua. Nếu bạn là người có lỗi, đừng vì cái tôi mà ích kỷ, nhỏ nhen không chịu nhận lỗi sai về mình. Lời xin lỗi nói ra thì rất dễ dàng nhưng có thành ý hay không lại là chuyện khác. Do đó, việc biết lỗi, nhận lỗi và chủ động xin lỗi sẽ khiến người đối diện thoải mái hơn và dễ dàng tha thứ cho bạn. Nếu bạn là nam giới thì trong một số trường hợp nên chủ động xin lỗi dù bạn biết lỗi không thực sự do mình, bởi lẽ phụ nữ thường có cái tôi rất lớn, rất khó nhận lỗi, dễ dàng hờn giận nhưng cũng dễ dàng tha thứ. Trong tình huống này, đòi hỏi người đàn ông phải thực sự hiểu người yêu của mình và biết cách cư xử hợp lý. Việc xin lỗi không phải bạn nhận thua mà nó chỉ thể hiện bạn là người biết chừng mực và thực sự trân trọng mối quan hệ này. Cách xin lỗi con gái khi giận cũng khá phức tạp ý chứ. 2. Xin lỗi bằng tin nhắn Cách xin lỗi bạn trai qua tin nhắn tưởng chừng như là một cách xin lỗi người yêu truyền thống nhưng nó lại tỏ ra rất là hữu hiệu đó. Đôi chỉ chỉ cần bạn nhắn một tin xin lỗi tới người ấy cũng khiến hoàn cảnh trở nên bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Nhiều người yêu nhau khi giận hờn là cắt đứt mọi liên lạc, tránh gặp mặt nhau, đợi chia tay, nhưng đây là nguyên nhân chủ yếu khiến mối quan hệ dần đi đến ngõ cục. Việc nhắn tin thể hiện bạn là người tinh tế, quan tâm đến nửa kia của mình và có thành ý muốn xin lỗi, ngay sau khi xin lỗi, hãy kèm thêm một vài câu thể hiện sự quan tâm, khiến người ấy nhận ra tâm ý thực sự của bạn. 3. Tặng quà cho người ấy tặng quà là cách xin lỗi người yêu khi giận rất hiệu quả. Lời xin lỗi cũng đã nói ra rồi thì bạn cần một món quà xinh xắn để tỏ thiện chí và khiến người ấy dễ dàng tha thứ. Nếu khéo tay thì hãy tự làm còn không thì bạn có thể mua sẵn. Nhiều món đồ có thể được gợi ý như quần áo, đồng hồ, vòng tay, đối với nam, còn với nữ thì có rất nhiều thứ như hoa, gấu bông, son. Đây là một trong những cách xin lỗi người yêu được nhiều người truyền nhau lắm đó. Nhiều người lãng mạn hơn thì có thể trổ tài nấu nướng dành tặng cho nửa kia của mình. Đây là cách xin lỗi người yêu là con trai cực kỳ hữu hiệu quả với tỷ lệ thành công rất cao. Nếu bạn không giỏi nấu ăn thì cứ yên tâm vào bếp đi vì điều này thể hiện thiện chí và tâm ý của bạn. Khẳng định bạn rất muốn xin lỗi chân thành. Chắc chắn người ấy sẽ quên gây lý do hờn dỗi của hai người. 4 sức mạnh của nước mắt, không thể phủ nhận tầm quan trọng của nước mắt, đặc biệt đối với nữ giới vì đây là một vũ khí bí mật, là cách xin lỗi bạn trai không thể thất bại. Chắc chắn không chàng trai nào nở lòng nhìn người mình yêu rơi nước mắt, họ sẽ sớm mũi lòng và chấp nhận lời xin lỗi của bạn. Tuy nhiên, lúc nào cũng sử dụng chiêu này thì không ổn, bởi có khi nó lại khiến chàng thấy khó chịu, ngột ngạt và phiền phức. 5. Một cái ôm và kèm nụ hôn nhiều người quan niệm rằng lời nói gió bay nên bạn cần phải hành động thôi hãy thể hiện những hành động ngọt ngào dù cho đối phương đang suy nghĩ gì họ có vẻ giận bạn đấy nhưng một cái ôm đúng thời điểm và bất ngờ thì không ai có thể giận lâu được đâu đây là chiêu được nhiều chị em sử dụng là cách xin lỗi bạn trai chân thành nhất bên cạnh đó hãy kèm theo những lời thủ thỉ xin lỗi và thu hẹp khoảng cách bằng cái ôm và nụ hôn trong trường hợp này thì không nên hôn môi, hãy hôn lên má, lên trán hoặc đầu của người ấy. Đây chắc chắn là một trong những cách xin lỗi người yêu khi đòi chia tay chân thành nhất mà bạn nên thử. 6. Ngủ chung là một cách xin lỗi hiệu quả, có thể khẳng định đây là cách xin lỗi đi hết giận cực kỳ hiệu quả. Khi hai người giận dỗi thì tuyệt đối không được để đối phương ngủ riêng hoặc đi một mình. Nhiều người tâm sự rằng chuyện ân ái có thể giải quyết rất nhiều mâu thuẫn đàn ông mê chuyện ấy thì con gái cũng như vậy thôi nếu nàng có lỗi thì cách làm bạn trai hết giận lại chủ động trong chuyện ấy bạn có thể sắm một bộ đồ ngủ quyến rũ khiến chàng hứng thú hơn còn nếu chàng có lỗi với nàng thì cũng đừng lo cứ từ từ tiếp cận lén nằm cạnh thủ thỉ xin lỗi và phải làm gì tiếp theo chắc bạn cũng biết rồi như vậy, bài viết đã bật mí cho các bạn những cách xin lỗi người yêu chân thành nhất mà bạn có thể thử. Khi dùng mọi cách mà vẫn không hiệu quả thì tốt nhất bạn liên hệ thầy Bá Vi để nhờ giúp. 7. Nhờ thầy Bá Vi giúp. Cách xin lỗi người yêu chân thành nhất là liên hệ trực tiếp thầy Bá Vi để được giúp. Bùa yêu từ thầy Bá Vi sẽ giúp người yêu cũ quay lại yêu thương và quan tâm bạn dù hai người đã chia tay. Chia sẻ câu chuyện người nhờ thầy Bá Vi giúp con và một bạn yêu nhau được 4 năm, thì cuối năm vừa rồi con và bạn ấy chia tay nhau. Lúc đó nhà con có việc là chuyển nhà và người nhà bị bệnh nên đã không có cơ hội để nói quay lại với bạn ấy. Bọn con chia tay nhau đến đây là được 3 tháng nhưng gia đình bạn ấy đã giới thiệu và sắp xếp cho bạn ấy giảm ngõ với người khác. Hôm dạm ngõ bạn ấy có nhắn tin và nói rằng chỉ muốn ở cạnh con gia đình bạn ấy thì là gia đình luôn muốn kiểm soát bạn ấy con đã nói rằng hãy đứng lên nói chuyện lại với bố mẹ thì bạn ấy bảo bạn ấy không sống nổi với những lời dị nghị đến bây giờ bạn ấy đã mệt mỏi và không phản kháng nữa bạn ấy chấp nhận và gồng mình lên để trở thành người khác con cũng đã định xong xuôi việc nhà thì sang hỏi cưới cô ấy đến giờ ra tháng giêng là nhà bạn ấy sẽ sắp xếp bước tiếp theo cho bạn ấy con bây giờ chỉ muốn bạn ấy có thể quay về bên cạnh con bên con trong suốt quãng đời còn lại con mong thầy bá vi có thể làm bùa giúp con ạ à. thật sự là con đã thử hết mọi cách kết luận cách xin lỗi người yêu chân thành nhất là liên hệ trực tiếp thầy bá vi để được giúp mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy bá vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy phá vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nhớ thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Để liên hệ với thầy Bá Vi anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Bá Vi. Hai liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điện số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Bá Vi. Ba nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc HiSharp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy bá vi. Bốn liên hệ qua mail cua sotiny255gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.